Xin chào, xin chào các chị, xin chào các anh, à, xin chào các mẹ Hôm nay Mr. X tiếp tục chia sẻ với các anh chị và các bạn một bài học có tên là Lý do đàn ông ngoại tình Vâng, Lý do đàn ông ngoại tình à, Như Mr. X đã phân tích là ngoại tình là một trong những lý do khiến cho hạnh phúc gia đình tan vỡ khiến cho người phụ nữ hoặc người đàn ông của mình bị tổn thương rất nặng nề à, Có vô vàn các lý do khiến cho đàn ông ngoại tình sau đây là một số lý do cơ bản thường gặp vâng các anh chị lưu ý nhé đây là lý do cơ bản và thường gặp không phải là chỉ có những lý do như thế này ok vâng à, với cái quan điểm là Mr. X muốn chia sẻ là à, trình bày những cái lý do này để thứ nhất là à, các chị các mẹ các vợ đúng không ạ các bà vợ có thể biết được là những nguyên nhân cơ bản có thể dẫn tới tình trạng ngoại tình từ đó để chúng ta tìm cách khắc phục đúng không? thứ nhất là người đàn ông trở nên thành đạt và mong muốn khẳng định bản đẳng cấp của bản thân mình, à, tức là trước đây có thể là hai người cũng khó khăn cũng đồng cam cộng khổ đi lên và người đàn ông trở nên giỏi giang thành công trong việc kinh doanh kiếm tiền học vấn vân vân và có thu nhập tốt có địa vị xã hội tốt À, muốn khẳng định bản bản thân và đẳng cấp xã hội của mình và lúc này thì người vợ tần tảo à, nhưng có phần là lam lũ có phần là hơi lạc hậu hơi à, quê mùa hoặc là không cập nhật đã à, mất đi cái vị thế của mình và thường thì à, khá là nhiều người đàn ông thành đạt có tiền à, ly hôn người vợ của mình và cưới một cô vợ trẻ hơn, xinh hơn, đẹp hơn, có danh hiệu, thí dụ như là á gì đó hay hậu gì đó hay là khôi gì đó, đúng không? thì các bạn cũng hết sức lưu ý vấn đề này. khi mà người chồng của mình trở nên thành đạt, thì người vợ cũng cần phải nâng cấp để mà mình có thể phù hợp với cái điều kiện hoàn cảnh mới. thứ hai là phần lớn những người đàn ông ngoại tình thì có suy nghĩ là ngoại tình là chuyện bình thường À, đàn ông năm thê bảy thiếp, đúng không ạ? và hay là cũng chẳng có vấn đề gì đâu, cũng không chết ai đâu Mình vẫn về nhà với vợ, với con cơ mà À, đấy là những cái suy nghĩ người ta cho rằng ngoại tình là chuyện bình thường Người ta không hiểu được rằng là ngoại tình thì đúng là bình thường thật Thế nhưng mà một khi bị phát hiện thì à, phụ nữ người ta bị tổn thương rất nặng nề À, tổn thương về mặt tâm lý À, thậm chí có thể là tổn thương cả về mặt bệnh lý nếu như mà cái đối tác à, ngoại tình với chồng hoặc là người yêu của mình à, có thể đem lại những cái bệnh tật về à, liên quan đến đường tình dục vân vân cái à, lý do thứ ba có thể dẫn tới tình trạng ngoại tình của đàn ông đấy là đàn ông thì thích tìm của lạ hoặc là bị dụ dỗ à, hoặc là bị cắm sừng đúng không à, thích tìm của lạ người ta nói là khoai dụng lạ mạ dụng quen, đấy. thế thì đấy cũng là một trong những cái lý do khiến cho đàn ông ngoại tình. À, lý do thứ tư, mít à, X cho rằng đó là à, do vợ hoặc người yêu của mình à, quá xấu, à, không biết chăm chút bản thân mình, à, không biết chăm chồng, không biết chăm con, đấy. cô bồ thì lại quá ngon, quá ngọt ngào. À, thì đôi khi nó cũng tạo ra những cái cảm hứng à, lệch lạc trong suy nghĩ à, bên kia cỏ bên kia thì rất là non đúng không ạ còn cỏ bên này thì già quá rồi à, đấy, thì lỗi là lỗi cơ bản là lỗi do vợ không biết chăm chút bản thân béo xấu rồi thì quê mùa nhếch nhác rồi thì hay ghen tuông hay kiểm soát vân vân trong khi đó bồ thì chiều chuộng đúng không ạ muốn gì được đấy thì tình dục với à, bồ thì thực sự là thăng hoa vân vân kiểu như thế à, nhưng đấy thực ra vẫn chỉ là những cái lý do không phải là những lý do chính và nó sẽ kết hợp nhiều các lý do với nhau đúng không lý do thứ năm à, khiến người đàn ông có thể ngoại tình đó là tình cảm vợ chồng à, có vấn đề trục trặc trong hôn nhân à, ví dụ như cãi vã xung đột rồi ly thân rồi này khác rất nhiều tóm lại là tình cảm có vấn đề và kéo dài trong một thời gian dài đó. À, tiếp tục một cái lý do tiếp theo mít tích cho rằng đó là vấn đề về tình dục à, giữa hai người giữa hai vợ chồng hoặc là đối tác với nhau à, đó là lạnh nhạt này nhàm chán này hoặc là lệch sóng này ví dụ như là à, chị vợ muốn đổi gió anh chồng muốn đổi gió thế nhưng mà một trong hai người không đáp ứng được hoặc là chúng ta vẫn cứ làm theo thói quen rất là nhàm chán rất là cũ kỹ không có những cái sự hâm nóng sự đổi mới giống như các bài học trước mà biết tới đã nói lý do tiếp theo khiến đàn ông có thể ngoại tình đó là sống xa nhau chẳng dễ dàng à, cái này nói văn vở tí thôi tức là hai vợ chồng vì điều kiện công tác À, công việc cho nên là ở cách xa nhau thí dụ kẻ nam người bắc đúng không ạ thí dụ như là anh chồng công tác ở một tỉnh chị vợ công tác ở một tỉnh thì thường cái tỷ lệ mà ngoại tình hoặc là có con riêng trong cái trường hợp mà sống xa nhau chẳng dễ dàng này rất cao à, nên các chị em chú ý à, kể cả đàn ông cũng có nhu cầu và phụ nữ cũng có nhu cầu chứ không phải chỉ riêng đàn ông hay là ví dụ như anh chồng đi xuất khẩu lao động hay chị vợ đi xuất khẩu lao động à, thì tất nhiên tôi nói rằng là không phải ai cũng như vậy một trăm phần trăm nhưng mà cái tỷ lệ khá là cao đúng không? À, lý do tiếp theo nữa khiến cho đàn ông có thể ngoại tình đó là à, sinh con không theo ý muốn giữa hai vợ chồng thí à, dụ như là à, hai vợ chồng sinh toàn con gái à, thì người đàn ông khát khao một đứa con trai à, hoặc ngược lại đúng không ạ à, do gia đình rồi do các bên tác động à, tất nhiên là bây giờ cái lý do này thì tôi nghĩ là trong xã hội hiện đại cũng đã giảm đi rất nhiều rồi giảm đi rất nhiều nhưng không phải là nó không còn tồn tại đúng không Được như là đẻ ba bốn đứa con gái rồi à, rồi gia đình nhà chồng vẫn tiếp tục đay nghiến hay là tạo điều kiện để mà người đàn ông ngoại tình và có một đứa con riêng vì một cái lý do đấy là muốn có con theo ý muốn à tôi xin nhắc lại đây là cái tỷ lệ này so với ngày xưa là đã giảm đi rất nhiều nhưng mà vẫn có nha. Đấy. À, lý do tiếp theo đấy là ông ăn trả bán em đúng không ạ trả thù lẫn nhau à vợ mình ngoại tình rồi thì mình cũng có thể ngoại tình đúng không ông ăn trả bán anh em ông ăn kem thì bán bánh cũng à, không khác gì nhau cả đấy là một cái cách trả thù à, rất là trẻ con đấy, nhưng mà tỷ lệ này cũng khá là cao à, các chị em cũng phải biết